Bây giờ là bài 80, tương với phần 1 bài 28 quyển 2. Tỷ 80 cửa. Bây giờ hãy nghe cách gọi tiểu trương. Xiao trang. Xiao. Xiao. Trang. Trang. Xiao trang. Xiao trang. Cách nói xiao cộng họ hoặc tên thường được dùng để gọi người nhỏ tuổi hơn một cách tương đối thân quen hoặc người cùng lứa. Tôi ăn xong cơm sáng là đến rồi, nguyên văn là tôi ăn rồi cơm sáng thì đến rồi. 我吃了早饭就来了。我吃了早饭就来了。 Bây giờ là từ nhân viên nghiệp vụ. Yê ủ yuán. Yê. Yê. Ủ. Ủ. Yuán. Yuán. Yê ủ yuán. Yê ủ yuán. Nhân viên nghiệp vụ của công ty. Công sư đờ yê ủ yuán. Công sư đờ yê ủ yuán. Lần trước. Sàng sử. Sàng sử. Lần trước không tham gia. Sàng sử mới tham gia. Sàng sử mới yếu tham gia. Lần trước không ăn. Sàng sử mấy chứ. Sàng sử mấy chứ. Lần trước có không ít. Sàng sử yếu bù sảo. Sàng sử yếu bù sảo. Lần trước cũng vậy. Sàng sử yế sử. Sàng sử yế sử. Lần này. Trở sử. Trở sử. Lần này cũng vậy. Trở sử yế sử. Trở sử yế sử. Lần sau. Xà sử. Xà sử. Lần sau không cần đưa tiền. 下次不用给钱. 下次不用给钱. Bây giờ là từ nhà, căn hộ. 房子. 房. 房. 子. 子. 房子. Phán tử. Căn hộ của nhà chúng tôi. Wǒ men jiā de fǎng zǐ. Wǒ men jiā de fǎng zǐ. Hãy nghe lượng từ của căn hộ. Tào. Tào. Một căn nhà, một cái căn hộ. Yǐ tào fǎng zǐ. Yǐ tào fǎng zǐ. Hai căn nhà. Liǎng tào fǎng zǐ. Liǎng tào fǎng zǐ. Căn nhà này. Zhè tào fǎng zǐ. Zhè tào fǎng zǐ. Mấy căn nhà. Jǐ tào fǎng zǐ. Chỉ thảo phán gì? Anh đã xem mấy căn nhà rồi. Nín khàn lờ chỉ thảo phán gì? Ở đây nhấn mạnh việc đã xảy ra rồi, nên để lơ sau động từ.
Nín khản lờ chỉ thảo pháng dự. Lần trước anh đã xem mấy căn hộ rồi? Sẵn sử nín khản lờ chỉ thảo pháng dự. Sẵn sử nín khản lờ chỉ thảo pháng dự. Hãy nhắc lại từ đầu. Tôi ăn xong cơm sáng là đến rồi. 我吃了早饭就来了。我吃了早饭就来了。 Tôi cũng vậy. 我也是。 Nhận điện thoại của anh xong, nguyên văn là. Nguyên văn là nhận rồi ngày của điện thoại. 接了您的电话。 接了您的电话。 Hãy lưu ý từ nín rất hay được dùng để xưng hô với khách hàng trong các ngành dịch vụ. 8:30 là đến đây rồi. 8:30就到这了. Lần trước anh đã xem mấy căn hộ rồi? 上次您看了几套房子? 上次您看了几套房子? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Số di động của thư ký Lâm. Lín mỉ su đờ sầu di hào mã. Đen, đỏ, xanh lam. Khơi, khủng, lán. Ảnh. Trào phiền. Trào phiền. Nhận gửi email. Sâu pha email. Lái xe đi cũng được, chỉ xe đạp xe máy. Chí chơ chủ yề xính. Đi du lịch. Chuy lùi xính. Dài ngắn. Tráng toán. Tốt nghiệp đại học. Tạ xuế bì yề. Ngủ dậy. Chỉ choáng. Đúng giờ xuất phát. Chuẩn sứ chu pha. Cực kỳ vui mừng. Phi tráng cao xỉnh. 700-800 mét. 700-800 mét. Lạc đường rồi. Mí lủ lọ. Tôi đưa bạn, tôi tiễn bạn. 我送你. Cổng trường. 学校门口. Thứ hai, tư, sáu. 周一三五. Khó chịu, không thoải mái. 不舒服. Bằng lái. 驾照. Chắc là cũng được. Hãy cứ gì bà. Alo. Với. Bạn học cùng trung học. Trung xuế thống xuế. Điện thoại kêu rồi. Điện thoại xiang lợ. Đá bóng. Thi dú chiếu. Hai viên thuốc. Lắng phiền dạo. Tiêu chảy. La tủ dữ. Tiêu hóa không tốt. Xiao hoa bù hào.
Tiêm một mũi cho anh. Gây ní tái y chân. Sao khóc vậy? Sao mà khu lở? Cảm thấy trống trải. Cán tỏ chỉ mùa. Nên buồn. Số ý nán của. Đừng buồn nữa. Biến nán của lọ. Lễ đường có vũ hội. Lì tháng yếu ủ khuẩy. Mình đến gọi bạn. Hùa lái chèo nỉ. Đi khiêu vũ một chút. Chủy theo theo ủ. Tiểu trương. Xéo trang. Lần trước. Sảng xử. Nhân viên nghiệp vụ. Yê ủ yến. Mấy căn hộ. Chỉ thảo phán dự.